Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay chúng ta bước vào Chúa Nhật thứ hai mùa vọng 5C. Chúng ta cùng nhau suy niệm bài phúc âm của Thánh Luca chương 3 từ câu 1 đến câu 6. Đời hoàng đế Tiberio năm thứ 15, Phong-si-ô Phi-la-tô làm toàn quyền xứ Judea, Herode làm thủ hiến xứ Galilea, còn em là Philippe làm thủ hiến xứ Ituria và Traconitide, Lysania làm thủ hiến xứ Abilene, Anna và Caipha làm thượng tế. Có lời Chúa đã kêu gọi Gioan, con Zacharia trong hoang địa. Ông liền đi khắp miền sông Giô-đan, rao giảng phép rửa sám hối cầu ơn tha tội. Như có lời chép trong sách tiên tri Isaiah rằng, có tiếng kêu trong hoang địa, hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng, hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạc mọi núi đồi. Con đường cong queo, hãy làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề, hãy sang cho bằng, và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Đức Giêsu, con Thiên Chúa xuống thế làm người, là một sự kiện có thật. Để chứng minh tính chất lịch sử của Đức Giêsu, Thánh Luca trong trang Tin Mừng hôm nay đã liệt kê những nhân vật lịch sử đang hành quyền thời bấy giờ. Về chính trị thì có hoàng đế Tiberio, có tổng trấn Phong-si-ô Phi-la-tô, các tiểu vương Herode, Philippe và Lysania. Về tôn giáo thì có các thượng tế Anna và Caipha. Các nhân vật này được ghi lại rõ ràng trong lịch sử đời cũng như đạo. Chúa Giêsu đấng cứu thế đã đến và đang ở với con người mọi ngày cho đến tận thế. Cho nên, vấn đề quan trọng của con người lúc này không phải là việc trông chờ coi Chúa có đến hay không, nhưng là việc con người có chuẩn bị sẵn sàng để nhận ra Chúa, để đón rước Chúa vào trong cuộc sống của mình hay không. Sứ vụ của Thánh Gioan Tẩy Giả là giúp mọi người dọn đường, dẹp bỏ những ngăn trở để gặp Chúa, đấng đang hiện diện trong tha nhân, đặc biệt nơi những kẻ bé mọn. Chúa phán, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những người anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Như vậy, tiếp đón tha nhân là tiếp đón chính Chúa, giúp đỡ tha nhân là giúp đỡ chính Chúa. Ngược lại, xa cách tha nhân là xa cách chính Chúa. Có nhiều cản trở khiến con người không thể đến được với nhau, xa cách nhau. Đó có thể là những cản trở do địa hình địa lý, do đồi núi chập trùng, sông sâu biển cả, do tường cao lũy sâu hay do đường ngập nước chẳng hạn. Nhưng với sự phát triển của đường xá giao thông xe cộ ngày nay và đặc biệt là sự phát triển của công nghệ thông tin thì hai người muốn nói chuyện với nhau, muốn tâm sự với nhau cả tiếng đồng hồ cũng chẳng phải là chuyện khó khăn gì. Chính vì thế, chỉ còn một ngăn trở mà ngày nay con người khó vượt qua được. Đó chính là ngăn trở vì lòng người, ngăn trở do lòng hận thù, ghen tị, hiểu lầm, tranh chấp, cãi cọ, kiêu căng và khép kín. Những thứ cản trở loại này, nó tuy vô hình, không có bề rộng, bề cao, nhưng nó ngăn cách con người cách hiệu quả. Có những gia đình ở kề bên nhau, nhưng vì giận hờn ghen ghét nên không hề lui tới với nhau. Hai người bạn cùng chung sở làm, vì chút ganh ghét dẫn đến không nhìn mặt nhau. Hai người chung sống cùng một cộng đoàn, nhưng xem ra như nước với lửa. Thái độ loại trừ cứ mỗi ngày một tăng. Thậm chí có những anh em ruột thịt mà mấy chục năm trời không thèm nói chuyện gì với nhau chỉ vì tranh chấp chút đất đai hay đố kỵ. Hay có khi vợ chồng sống chung một nhà, ăn chung một mâm. Mà trong lòng thì xa nhau vạn dặm. Sống trong cảnh bất hòa như vậy
thì chẳng khác nào là hỏa ngục, vắng bóng Thiên Chúa. Cho nên chẳng lạ gì khi triết gia hiện sinh trên bôn sạc đã nói một câu mỉa mai rằng: tha nhân như địa ngục, người với người như chó sói. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta không thể sống trong tình trạng hỏa ngục đó được. Chúng ta hãy dọn đường, tháo gỡ những ngăn cách để cho tha nhân là hiện thân của Chúa Giêsu đến được với ta và ta đến được với tha nhân. Những bậc cha mẹ trần gian rất đau lòng khi nhìn thấy con cái trong nhà mình xích mích, chia rẽ, giận hờn hay ly tán. Thiên Chúa cũng vô cùng đau đớn khi thấy con cái của Ngài sống xa lìa, chia cắt và cắn xé nhau như sói. Mỗi người chúng ta là một chi thể trong thân thể màu nhiệm Chúa Kitô. Vì thế, khi để cho hận thù, ganh kỵ, chia rẽ xảy ra trong chúng ta là chúng ta đang chia cắt thân thể Chúa. Hay nói như Thánh Phaolô là Chúa Kitô đã bị phanh thay bởi chúng ta. Cho nên, việc hòa giải là việc hết sức quan trọng. Chúa Giêsu đã nghiêm khắc đòi buộc những chi thể phân cách của Ngài hãy mau mau làm hòa. Nếu anh em dâng lễ vật trước bàn thờ mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Chúng ta không thể dâng của lễ đẹp lòng Chúa, không thể tham dự thánh lễ cách tốt đẹp nếu lòng chúng ta vẫn còn chuyện bất hòa, vẫn còn những rào cản đố kỵ ganh ghét. Đức Thánh Cha Phanxicô trong bài giảng hôm thứ Ba ngày 4 tháng 12 vừa qua đã nói: mùa vọng là thời điểm để kiến tạo bình an trong chính tâm hồn, gia đình và thế giới, chứ không phải là thời gian để tìm lý do gây chiến tranh. Kiến tạo hòa bình là trở nên giống Chúa, giống sống hiền lành, không nói hành nói xấu hay làm tổn thương người khác. Rồi Đức Giáo Hoàng kêu gọi mọi người hãy làm cho ngôi nhà của mình thành mái ấm, thành gia đình. Trong các gia đình có rất nhiều chuyện đau khổ, rất nhiều thách đố, có nhiều cuộc chiến tranh nho nhỏ và nhiều sự bất hòa. Chúng ta tự hỏi mình, liệu gia đình tôi có đang sống trong hòa bình hay chiến tranh? Người này có đối đầu với người kia không? Gia đình tôi có đang bất hòa không? Gia đình tôi có đang xây những cây cầu hay những bức tường chia cách? Chữ vọng trong mùa vọng không chỉ có nghĩa là chờ đợi mà còn có nghĩa là nhìn. Chẳng hạn như chữ kính viễn vọng nghĩa là kính nhìn xa. Vọng là nhìn, mùa vọng là mùa nhìn, nhìn lại các mối tương quan của mình, nhìn để nhận ra Chúa đang đến với mình qua mọi biến cố cuộc đời, đặc biệt là nhìn để nhận ra những cái đẹp, cái tốt trong anh chị em, nhận ra hình ảnh của Chúa nơi người khác. Nếu chúng ta có được cái nhìn thánh thiện và tích cực như thế, thì từng bước, chúng ta sẽ tạo nên những nhịp cầu nối những bờ vui, chúng ta sẽ sống trong an hòa với Chúa, sống an hòa với anh em. Người với người lúc đó không còn là chó sói cắn xé nhau nữa, mà là những người bạn đồng hành, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Tha nhân lúc đó không còn là hỏa ngục, mà là thiên đàng, chứa chan niềm vui, vì có Chúa hiện diện trong tâm hồn mỗi người, mỗi gia đình và mỗi cộng đoàn. Mùa Giáng sinh, mùa mừng Chúa đến, sẽ đúng thật là mùa hòa giải, mùa bình an. Amen.